Và đám lông màu đỏ mới khám phá ra cái cách thức kích hoạt những cái cuộn băng hành vi của các loài. Có một nhóm sinh vật gọi là mimic, những cái kẻ có tài bắt chước, thường bắt chước lại những cái đặc điểm kích thích của một cái loài khác để đánh lừa chúng bật những cái cuộn băng hành vi vô thức vào những cái thời điểm không thích hợp. Sau đó thì nhóm này sẽ lợi dụng hành vi đó cho mục đích của mình. Ví dụ như về một cái trò đảo chết người. Mà những cái con cái của một cái loài đom đóm ăn thịt Fortunis thực hiện với một con đực của một cái loài đom đóm khác Fortunis. Những con đực Fortunis phải cực kỳ thận trọng và tránh tiếp xúc với những cái con cái Fortunis khác máu. Nhưng mà với rất nhiều kinh nghiệm, những cái con cái săn mồi này thì đã xác định được cái điểm yếu của con mồi. Một kiểu mật mã hẹn hò nhấp nháy đặc biệt. Nhờ mật mã đó, các thành viên của loài Fortress thông báo cho nhau biết mình đã sẵn sàng giao phối rồi. Nhưng những cái con cái Fortress có thể là lợi dụng mật mã hẹn hò của những con Fortress bằng cách bắt chước những cái tín hiệu hẹn hò nhấp nháy của con mồi. Những cái ăn thịt này sẽ có một cái bữa tiệc có của con đực Fortress. Những cái cuộn băng hẹn hò được khởi động khiến cho chúng bay vô thức vào vòng tay tử thần chứ không phải là của bạn tình nữa. Thế côn trùng này, những cái kẻ lợi dụng cái tính vô thức của con mồi khắc nghiệt nhất, con mồi thường bị lừa đến cái chết. Cũng còn một cái dạng khai thác khác có vẻ như là nhân nhượng hơn, chắc là ăn một cái loài cá nhỏ, cá lon mây đã lợi dụng một cái chương trình hợp tác kỳ lạ của hai loài cá khác. Chương trình hợp tác của nhóm cá mút và dép bao gồm một cái con cá lớn và một cái loài cá nhỏ nhiều hơn. Những cái con cá nhỏ có nhiệm vụ làm vệ sinh cho những con cá lớn. Còn những con cá lớn thì cho phép là kẻ dọn dẹp tới gần và thậm chí chui vào miệng để nhặt các cái loài nấm và ký sinh trùng bám vào răng lợi của chúng. Đó là một cái sự dàn xếp tuyệt vời. Con cá lớn thì sẽ loại được những cái vật ký sinh có thể là gây hại cho mình. Còn những cái con cá dọn dẹp lại dễ dàng có bữa tối. Nhưng con cá lớn thường ăn ngấu nghiến bất kỳ con cá nhỏ ngu ngốc nào lại gần. Nhưng mà khi những cái con cá dọn dẹp tới gần ấy, thì chúng đột nhiên là ngừng hoạt động và nổi lên với cái miệng mở rộng và gần như là bất động để đáp lại tín hiệu là những cái điệu nhảy nhấp nhô của kẻ dọn dẹp. Điều này là cái đặc điểm kích thích của những cái con cá dọn dẹp để kích hoạt cho cuộn băng của những con cá lớn. Sự cộng tác này cũng mang lại cho những cái con cá lon mây răng khiếm một cái cơ hội lợi dụng thói quen của những cái kẻ đang hợp tác. Con cá răng kiến này sẽ lại gần những cái con cá ăn thịt lớn bắt chước điệu nhảy nhấp nhô của những cái con cá dọn dẹp, khiến cho con cá lớn tự động chuyển về cái tư thế bất động. Sau đó thì đúng như tên gọi, con cá răng kiếm sẽ ngoạ một miếng vào con cá lớn và lao đi trước khi nạn nhân giật mình tỉnh lại. Một điều có sức mạnh tương tự nhưng mà đáng buồn cũng diễn ra trong cái thế giới loài người. Trong đó thì cũng có những cái kẻ lợi dụng bắt chước những cái đặc điểm kích thích của những cái phản hồi vô thức của chúng ta. Không giống như là hầu hết cái chuỗi phản hồi bản năng không mang tính người, những cái cuộn băng vô thức của chúng ta thường phát triển từ những nguyên tắc tâm lý hay những cái khuôn mẫu mà chúng ta đã học cách chấp nhận. Một số nguyên tắc này thì có khả năng điều khiển hành vi con người. Từ những cái thời khắc đầu tiên của cuộc đời chúng ta đã bị chúng ngự trị rồi và từ đó thì chúng thâm nhập vào cái thái độ hành vi của chúng ta tới mức là chúng ta hiếm khi mà nhận ra được sức mạnh của chúng. Mặc dù vậy thì trong con mắt của người khác thì mỗi cái nguyên tắc này có thể là dò ra được và là cái thứ vũ khí chiến lược, một cái vũ khí dễ ảnh hưởng tự động. Một số người thì hiểu rõ cái vũ khí gây ảnh hưởng tự động nằm ở đâu
sử dụng chúng thường xuyên và thành thục để mà có được những cái điều mình muốn. Họ đi từ va chạm xã hội này tới va chạm xã hội khác để đề nghị những người khác làm theo ý muốn của mình. Và tần suất thành công thì vô cùng là ấn tượng. Bí quyết của cái tín hiệu quả nằm trong cái cấu trúc lời đề nghị thì cách họ trang bị cho bản thân một hay nhiều vũ khí gây ảnh hưởng khác tồn tại trong cái môi trường xã hội. Điều làm nên điều này đó chính là việc chọn lựa cái từ ngữ chính xác để gắn được một cái nguyên tắc tâm lý đó mạnh mẽ và khiến cho cái cuộn băng hành vi vô thức khởi động. Thì bạn còn nhớ câu chuyện của một người bạn chủ tiệm đá quý của tôi hay là không? Vô tình thì thu được cái lợi nhuận lần đầu tiên thì cô đã nhanh chóng khai thác công thức đắt bằng tốt, thường xuyên và có chú ý. Đến nay thì trong mùa du lịch thì cô cố gắng đẩy nhanh cái tốc độ tiêu thụ những cái mặt hàng khó bán bằng cách nâng giá lên. Cô khẳng định rằng điều này mang lại lợi nhuận phi thường. Khi điều này có tác động với những cái vị khách du lịch cả tin và kết quả sẽ là lợi nhuận khổng lồ. Và ngay cả khi mà không thành công thì cô có thể là treo cái biển là giảm giá và bán với cái giá ban đầu trong khi nó vẫn lợi dụng được cái phản ứng đắt bằng với tốt với cái lợi nhuận gia tăng. Bạn tôi không sử dụng quy luật đắt bằng tốt để găng bẫy những cái người thích mặc cả. Nhà văn hóa và tác giả Leo Rostein đã lấy cái ví dụ về anh em nhà Drogback, Sid và Harry, chủ một cửa tiệm may làm gần nhà vào những năm 1930. Thì mỗi khi người phụ trách bán hàng Sid thấy một cái khách hàng mới đang thử quần áo trước tấm gương ba mặt của cửa hàng thì anh sẽ thu nhận với khách hàng rằng là mình nghe không tốt, và khi mà khách hàng nói thì anh ta yêu cầu họ nhắc lại to hơn. Khi mà khách hàng chọn được cái bộ đồ vừa ý và hỏi giá của Sid sẽ hỏi anh trai thợ máy chính ở phía cuối phòng, đó chính là Harry, bộ com lê này giá bao nhiêu nhỉ? Đang dở việc và chỉ ngước nhìn lên thì Harry trả lời với cái sự phóng đại cực là lớn giá thật của cái bộ com lê đó. Thì bộ com lê bằng len này tuyệt đẹp, giá 42 đô la. Giả vờ không nghe thấy và khum tay lên vai để lắng nghe, Sid hỏi lại một lần nữa, Harry lại trả lời 42 đô la. Sau đó thì Sid quay lại và nói với khách hàng rằng anh ấy nói 22 đô la. Rất nhiều người sẽ vội vã mua bộ com lê và đi nhanh ra khỏi cửa hàng với cái món hời đắt bằng tốt trước khi mà anh chàng Sid tội nghiệp phát hiện ra là sự nhầm lẫn đó. Còn một vài cái yếu tố khác cũng bị ảnh hưởng từ cái vũ khí gây ảnh hưởng tự động sẽ được miêu tả trong cuốn sách này. Chúng ta đã thảo luận về một trong số đó, quá trình máy móc mà nhờ đó sức mạnh bên trong vũ khí được kích hoạt, và kết quả là bất kỳ ai biết cách khơi nguồn sức mạnh có thể là khai thác chúng được. Yếu tố thứ ba liên quan đến cách thức mà vũ khí gây ảnh hưởng tự động truyền cái sức mạnh tới những người sử dụng. Những vũ khí này thì không giống như các cái dùi cui nặng cung cấp một cái sức mạnh đáng kể để một người tấn công người khác nhắm khuất phục ý tưởng của họ. Quá trình này diễn ra tinh vi phức tạp hơn nhiều. Với việc thực hiện phù hợp, những cái người khai thác hầu như là không cần cố gắng để thực hiện được cái mục đích của mình nữa. Những cái điều họ cần làm là khởi động kho yếu tố gây ảnh hưởng lớn tồn tại trong cái tình huống đó và hướng chúng tới cái mục đích định trước. Với cái ý nghĩ này thì phương pháp tiếp cận trên có nhiều điểm tương đồng với cái phương pháp của môn võ judo của Nhật Bản. Người phụ nữ đánh võ judo chỉ cần sử dụng một cái phần rất là nhỏ sức mạnh của mình để chống lại đối thủ, bởi vì là cô sẽ lợi dụng sức mạnh tự nhiên sẵn có như là trọng lực, sức mạnh đòn bẩy, xung lượng và quán tính. Nếu như biết vận dụng các nguyên lý này đúng cách và đúng chỗ thì cô có thể là dễ dàng chiến thắng đối thủ khỏe hơn mình. Đó là cách mà những người khai thác vũ khí gây ảnh hưởng tự động tồn tại quanh chúng ta sử dụng. Người khai thác sử dụng sức mạnh của loài vũ khí cho
mục đích của mình mà chỉ cần dùng cái chút năng lượng cá nhân. Đặc điểm cuối cùng của quá trình này cho phép những cái người khai thác có được một cái kết quả tuyệt vời, khả năng thao tác mà không cần sự xuất hiện của quá trình thao tác. Ngay cả nạn nhân cũng có khuynh hướng nhận thấy sự chấp nhận của mình là do sự tác động của các cái lực lượng tự nhiên chứ không phải là do chủ ý của người được hưởng lợi nhờ sự chấp nhận đó. Một ví dụ nữa, có một cái nguyên lý trong cái tri giác của con người, nguyên lý tương phản ảnh hưởng tới cách chúng ta thấy sự khác biệt của hai vật được đưa ra lần lượt. Đơn giản là nếu như vật thứ hai khác với vật thứ nhất, chúng ta có khuynh hướng coi nó có nhiều nét khác biệt hơn là bản chất của nó. Bởi vậy thì nếu như chúng ta nhấc một cái vật nhẹ trước, sau đó nhấc một cái vật nặng, chúng ta sẽ cho rằng là vật thứ hai nặng hơn so với khi mà chúng ta nhấc vật đó mà không nhấc vật nhẹ hơn trước. Nguyên lý tương phản được thiết lập trong cái lĩnh vực tâm lý học và được áp dụng cho tất cả các loại khái niệm. Nếu như bạn đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp trong bữa tiệc cocktails, thì khi một người phụ nữ kém hấp dẫn hơn tham gia, bạn sẽ có cảm giác là cô ấy kém lôi cuốn hơn so với là thực tế. Những cái nghiên cứu về nguyên lý tương phản tại các trường đại học thuộc bang Arizona và Montana chỉ ra rằng chúng ta có thể là ít thỏa mãn với vẻ hấp dẫn ngoại hình của một người yêu vì các cái phương tiện truyền thông tấn công chúng ta tới tấp bằng những hình ảnh những cái người mẫu mỹ miều rồi. Trong một cái nghiên cứu, các sinh viên sẽ đánh giá hình ảnh của một thành viên khác phái có vẻ như là ngoài bình thường mà kém hấp dẫn hơn nếu như trước đó họ đã xem các cái mẫu quảng cáo trên các tạp chí được yêu thích. Trong một nghiên cứu khác thì các sinh viên nam sống ở ký túc xá đánh giá ảnh các cái bạn nữ cho những cái cuộc gặp mặt lần đầu sắp diễn ra ấy, cả hai đối tượng đều chưa từng biết mặt nhau ấy, thì khi đánh giá các cái bức ảnh trong khi đang xem một cái bộ phim Những cái thiên thần của Charles, họ sẽ thấy những cô gái mình sắp gặp kém lôi cuốn hơn bình thường. Rõ ràng thì vẻ đẹp hiếm thấy của các cái ngôi sao trong bộ phim ấy đã làm cho những cái cuộc gặp hẹn lần đầu trở nên là kém hấp dẫn hơn. Một minh chứng thú vị khác cho cái sự tương phản nhận thức cũng thường được sử dụng trong các cái phòng thí nghiệm tâm lý học. Khi mà lần đầu tiên ý, giới thiệu nguyên lý này cho sinh viên, mỗi sinh viên được lần lượt ngồi trước ba thùng nước, một lạnh, một bình với nhiệt độ trong phòng và một nóng. Sau khi mà cho một tay vào thùng nước lạnh và một tay vào thùng nước nóng, thì sinh viên sẽ cho cả hai tay vào thùng nước có nhiệt độ bằng với nhiệt độ phòng. Vẻ mặt hoang mang, buồn cười của những người tham gia đã nói lên một điều. Mặc dù cả hai tay đều ở cùng trong cùng một thùng ấy, nhưng mà bàn tay đã đưa vào thùng nước lạnh cảm thấy như là đang nhúng vào trong thùng nước nóng. Còn bàn tay đã đưa vào thùng nước nóng lại thấy như mà đang nhúng vào thùng nước lạnh. Vấn đề là cùng một thứ, nước bằng nhiệt độ phòng, nhưng mà lại coi như là rất là khác biệt, phụ thuộc vào cái bản chất của cái sự việc diễn ra trước đó. Hãy đảm bảo vũ khí gây ảnh hưởng nhỏ bé, thú vị được tạo ra từ những nguyên lý trong cái phản ánh này không dễ khai thác đâu. Lợi thế to lớn của nguyên lý này không chỉ là phát hiện, phát huy tác dụng mà còn hầu như là không thể bị phát hiện. Những cái người áp dụng nguyên lý này có thể là lợi dụng chút ảnh hưởng của nó nhưng mà không cần hiện diện mà vẫn tạo ra được cái tình huống có lợi cho mình. Câu chuyện về những cái người bán lẻ quần áo là một cái ví dụ tuyệt vời cho điều này. Giả sử như một người đàn ông bước vào một cái cửa hiệu thời trang dành cho nam ấy và nói rằng muốn mua một bộ com lê gồm cả áo, cả di lê với cả veston và một cái áo len. Nếu như bạn là người bán hàng thì bạn sẽ giới thiệu cái gì đầu tiên để ông ta phải chi nhiều tiền nhất? Chủ cửa hiệu quảng cáo quần áo đó chỉ thị cho nhân viên bán hàng phải giới thiệu những cái mặt hàng có giá cao trước.
Thì lối suy nghĩ thông thường rất là có thể là dẫn đến cái điều ngược lại. Nếu như người đàn ông này vừa tốn rất nhiều tiền để mua một bộ com nê thì ông ta sẽ lưỡng lự khi mà phải bỏ thêm tiền để mua một chiếc áo len. Nhưng mà người bán hàng hiểu rất là rõ hơn thì họ cư xử phù hợp với cái điều mà nguyên lý tương phản sẽ đưa ra. Bán một bộ com nê trước vì đến lúc ngắm những cái chiếc áo len thì dù đắt đến đâu ấy, thì cũng bằng không bằng được cái bộ com nê. Thì người đàn ông đó có thể là do dự khi mà nghĩ tới cái việc phải chi 95 đô cho một cái chiếc áo len, nhưng mà nếu như trước đó thì ông ta mới mua một cái bộ com nê giá 495 đô la cơ, thì việc chi thêm 95 đô la cho một cái chiếc áo len cũng không có gì là quá đáng cả. Nguyên lý này cũng được áp dụng cho những cái người đàn ông đang tìm kiếm cái phụ kiện sơ mi giày thắt lưng đi cùng với bộ com lê mới của mình nữa. Trái ngược với quan điểm thông thường thì các cái dẫn chứng ủng hộ cho những cái dự đoán mang cái nguyên lý tương phản theo các nhà phân tích thúc đẩy cái doanh số bán hàng của Wiley rồi là Hubin và Murphy. Điều thú vị là ngay cả khi một người đàn ông bước vào một cửa hàng quần áo với cái mục đích rõ ràng là mua một bộ com lê, ông ta sẽ luôn trả nhiều hơn cho các cái phụ kiện nếu như ông ta mua chúng sau bộ com lê. Thì người bán hàng sẽ thu được cái nhiều lợi nhuận hơn khi mà bán những cái mặt hàng đắt trước. Bởi nếu như mà không làm vậy thì họ không chỉ là mất cái tác dụng của nguyên lý tương phản mà nó còn chống lại họ nữa. Đưa ra một cái sản phẩm rẻ trước, sau đó là một cái sản phẩm đắt tiền, sẽ làm cho cái sản phẩm đắt tiền có vẻ như là đắt hơn, một cái hậu quả không hề mong muốn đối với những cái người bán hàng. Như vậy thì những cái điều đó cũng giống như là có thể là có cái xúc giả xúc 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 giác ấy, cái cảm giác là nước trong cũng cùng một cái thùng trở lên là nóng hoặc là lạnh tùy theo vào nhiệt độ của nước tiếp xúc trước đó. Thì chúng ta có thể là tạo cái cảm giác là giá của một cái mặt hàng cao hơn hoặc là thấp hơn tùy theo giá của cái mặt hàng đưa ra trước đó. Thì không chỉ những cái người bán hàng quần áo mới biết sử dụng cái thông minh, cái sự tương phản trong cái nhận thức. Thì tôi tình cờ biết được một cái kỹ thuật vận dụng cái nguyên lý tương phản khi mà đang bí mật điều tra thủ thuật điều khiển cho người khác của các cái công ty bất động sản. Để học được cái bí quyết thì tôi đã đi cùng cái nhân viên bán hàng của công ty vào một ngày cuối tuần để giới thiệu nha cho một cái khách hàng tiềm năng. Nhân viên bán hàng chúng ta có thể gọi là Fins mách cho tôi vài mách để giúp cho tôi qua cái giai đoạn vay tiền ngân hàng. Thì tôi nhanh chóng chú ý một điểm rằng mỗi khi Fear bắt đầu giới thiệu sản phẩm tới một cái nhóm khách hàng tiềm năng thì anh luôn bắt đầu bằng hai cái ngôi nhà đổ lát nhất. Tôi hỏi về điều đó và anh cười to. Anh ta gọi chúng là cái mặt hàng khởi động. Công ty sẽ duy trì một hoặc là hai ngôi nhà trong cái tình trạng đổ lát trong cái danh sách giới thiệu của cho cái khách hàng với giá cao. Những ngôi nhà này không phải để bán mà chỉ là để trưng bày cho khách hàng xem thôi, với mục đích là làm cho các cái tài sản nhà và đất thực sự trong cái bản danh sách của công ty có lợi hơn khi mà được đưa ra so sánh. Không phải tất cả các cái nhân viên bán hàng đều lợi dụng cái ngôi nhà khởi động này, nhưng mà Fizz luôn làm như vậy. Anh thích xem những cái khách hàng của mình sáng mắt này khi mà thấy cái ngôi nhà mà anh thực sự muốn bán cho họ ấy. Sau khi đã thấy những cái ngôi nhà siêu vẹo kia thì ngôi nhà tôi định bán cho họ bây giờ thì nổi bật hơn hẳn sau khi mà họ nhìn thấy hai ngôi nhà ổ chuột kia. Những người bán ô tô sử dụng cái nguyên lý tương phản bằng cách là sau khi thương lượng xong giá của chiếc ô tô mới thì mới gợi ý khách hàng mua các cái vật dụng phụ. Theo sau một cái cuộc mua bán trị giá 50.000 đô la ấy, thì một vận dụng nhỏ từ một đến vài trăm đô la như một chiếc đài FM chỉ là rất nhỏ nếu như đem so sánh. Tương tự như với những cái phụ kiện như là cửa kính màu, gương hai chiều, lốp xe dự phòng, những cái đồ trang trí hoặc đặc biệt mà người bán hàng gợi ý sau đó ấy, thì thủ thuật này
nhằm mang lại cái nguồn bổ sung độc lập với cái mặt hàng chính để mỗi vật có giá nhỏ hơn. Nó chỉ là cái đặt vặt nếu như đem so sánh với một cái giá trị lớn hơn để quyết định mua lúc trước. Một người mua xe giàu kinh nghiệm công nhận rằng là tổng số tiền cuối cùng rất cao bởi những cái vật tưởng như là lặt vặt đó, trong khi là khách hàng đứng đó tay ký hợp đồng và tự hỏi rằng điều gì đã xảy ra và không tìm ra ai để đổ lỗi ngoài bản thân mình. Thì người bán hàng đứng đó tủm tỉm cười, nụ cười của một cái võ sĩ judo. Câu chuyện bạn đọc từ phụ huynh của một cái nữ sinh đại học, ba mẹ xa nhớ kể từ ngày tới trường. Con khá sao nhãng viết thư cho ba mẹ và con xin lỗi vì đã không viết thư sớm hơn. Con sẽ không nói rằng là sẽ kể cho ba mẹ cái tình hình của con, nhưng mà trước khi đọc tiếp, ba mẹ hãy ngồi xuống thật thoải mái đã. Vâng, hiện tại rằng mọi thứ với con đều ổn cả. Vết thương, chấn thương bộ sọ bộ lão do con nhảy qua cửa sổ ký túc khi mà phòng con bị cháy đã sắp khỏi rồi. Con phải ở trong bệnh viện 2 tuần, đến nay thì gần như đã trở lên bình thường và chỉ bị đau đầu mỗi ngày một lần nữa thôi. May mắn là khi mà vụ cháy xảy ra và con nhảy ra ngoài cửa sổ, có một nhân viên trạm xăng đứng gần đó và anh ta kịp thời gọi cho đội ngũ cháy và cấp cứu. Anh ấy cũng đến thăm con trong bệnh viện và bởi vì ký túc đã cháy rụi rồi, con chẳng có chỗ nào để ở. Anh ấy thật tốt bụng khi mà đề nghị con đến ở cùng trong một cái căn hộ của mình. Nó là một cái căn phòng tầng trệt nhỏ nhưng mà rất là dễ thương. Anh ấy là một cái người tử tế. Chúng con đã yêu nhau và đang định làm đám cưới. Chúng con vẫn chưa định ngày cưới nhưng mà đám cưới sẽ diễn ra trước khi mà bụng con trông là quá rõ như vậy. Vâng, ba mẹ ạ, con đang mang thai. Con biết là ba mẹ trông mong thế nào để được trở thành ông bà ngoại và ba mẹ cũng sẽ thương yêu, chăm sóc và hy sinh cho con của con như với con vậy. Lý do mà chúng con còn trì hoãn đám cưới là anh ấy mắc bệnh truyền nhiễm. Và điều này khiến cho chúng con không được thông qua xét nghiệm máu trước hôn nhân. Con sẽ bất cần bị lây nhiễm với anh ấy. Bây giờ là lúc mà con thông báo tình hình mới nhất của con cho ba mẹ. Con muốn nói là không có vụ cháy nào cả. Con cũng không bị chấn thương sọ lão, con không phải nằm viện, con cũng không đính hôn, không nhiễm bệnh, mà cũng chẳng có anh chàng nào. Nhưng con bị một điểm D môn lịch sử, một điểm F môn hóa, và con mong ba mẹ xem xét chuyện này đúng mức. Con yêu ba mẹ, Saron. Saron có thể là trượt môn hóa học, nhưng mà chắc chắn là sẽ được A môn tâm lý đấy các bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chương 1 của mình và hẹn gặp lại các bạn trong chương 2 của mình tiếp theo với nội dung là nguyên tắc đáp trả chương 2.